Hello anh em và chào mừng tất cả em đã quay trở lại với kênh YouTube của Chusmart. Dạo gần đây thì đang có một cái tính năng rất là hay ở trên iPhone mà anh em cũng đã rầm rộ từ cái vụ trà xanh rồi. Và anh em cũng đã biết đó chính là một cái tính năng là nhắn tin ở trên ghi chú, chứ không phải là ngoại tình qua Telegram này hay là qua Zalo hay là qua bất kỳ ứng dụng nào khác. Và bây giờ thì mình sẽ chỉ cho anh em cách để chúng ta có thể là nhắn tin bằng ghi chú nhé. Tất nhiên rồi, bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ phải vào cái phần là ghi chú ở đây. Đó. Và anh em sẽ tạo giúp mình một ghi chú mới này. Ok, và mình sẽ nhắn một cái tin là hello em, cho anh làm quen nhé. Đó. Và sau khi mà anh em nhắn cái tin này xong thì cái việc chúng ta cần làm để có thể là chia sẻ cái ghi chú này đến những iPhone khác, đó chính là các bạn sẽ nhấn vào cái dòng là 3 chấm ở đây. Và chọn cái phần đó chính là chia sẻ ghi chú. Ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể là chọn đến những ứng dụng bất kỳ như là Messenger chẳng hạn, chỉ đặt lẻ gửi một cái link. Và bây giờ thì mình sẽ thử gửi cho anh em để xem là có đúng thật là mình có thể là nhắn tin được qua ghi chú hay không nhá. Ok, gửi cho anh Dương này. Anh em thấy chưa, chúng tôi đang nhắn tin qua lại ở trên ghi chú nhá. Em có người yêu rồi á. Đi cà phê thôi mà, để tôi nhắn tin lại anh em nhá. Đó, bây giờ chỉ cần chờ người ta rep lại cho anh em ạ. Không là không nhé anh em ạ. Đó, đây chính là cách mà chúng ta có thể là nhắn tin một cách bí mật qua ghi chú nhá. Và chúc anh em thành công.